chiều 21 tháng 11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, chủ trì kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể, cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét, xử lý kỷ luật đối với 29 cá nhân. Trong đó có 23 trường hợp vi phạm pháp luật 6 trường hợp vi phạm khác. Ủy ban kiểm tra quân ủy Trung ương nhấn mạnh việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan, thấu tình đạt lý, qua đó làm cho các cá nhân nhận thức rõ sai phạm của mình, kịp thời có biện pháp khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Đại tướng Lương Cường yêu cầu thường trực Ủy ban kiểm tra quân ủy Trung ương tiếp tục giả soát hoàn thiện văn bản trình thường vụ quân ủy Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng ông cũng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát nhất là kiểm tra giám sát việc chấp hành nguyên tắc quy chế quy định của đảng pháp luật của nhà nước và kỷ luật quân đội